xã hội bây giờ lạ quá anh em ạ. Từ bao giờ một thằng ba que xúc phạm đến bậc vĩ nhân mà lại xuất hiện trên tivi và làm giám khảo chương trình và ngồi nói chuyện về truyền cảm hứng nhỉ? Lạ quá, hay là tôi đang ở sống ở một cái thế giới nào đấy khác nhỉ? Ảo thật đấy. What? Chơi đi. Hà đẹp. Mày không cùng dân tộc, mày là thằng con hoang người Mỹ. Tao muốn giết tận gốc một lúc con ngoan đang chốt tí. Chia con trai sắp tới 30 tháng 4 đâu được nghỉ lễ. Cút về méo đi Cali, bọn tao in hình bác trên Mane. Máu các vị anh hùng vẫn còn bên dưới mặt đất mà bảo đi. Không bán mình được cho Cali nên bảo với Hiếu về sách vali. Trên mặt nước bù cho Avi chứ bảo và Hiếu không làm cu li. Ăn cất tay thì khen ai chứ không làm bảo sọc bị ngu đi. Một thằng sóc khuất Nexi bị anh em tao kích ở GVR. Ai cũng biết bảo ít tất cả để buffet với Cali con này đi ra. Ai cũng biết luôn. Tao xin lỗi cộng đồng Adidas trên đầu, xin lỗi ban đầu thằng sỏ lá. Cầm đầu một tụi ba que con tao gọi chung là một lũ thú vật chống phá. Tao không cần dùng đến thứ văn hóa hip hop để nói chuyện với mấy cái thằng ba sọc đã đúc giả. Có một thằng phản động xuất phát các bậc vi nhân mà ngồi trên TV và có truyền cảm xúc hả? Rồi tất cả sẽ thấy từng thằng lộ mặt ra. Ba que một lũ bộ máy kích của GVR. Tao quỳ xuống cầu xin được thứ tha. Mỗi thằng gõ một cầm đi bật tẩy trắng nha. Ông bà tao chống Mỹ này đến tao diệt phản tặc. Tên mẹ mày đi fuck với China để ra một thằng phản tộc. Hà Nội là thủ đô nghe rõ chưa hả ba con chó sọc. Tặng cho mày một túi Omo vẫn còn nguyên tem và bóc. Ba con chó sọc đít bằng con MV để cho người điếc họ cũng thấy mặt. Con chó dại sợ nước thì rap thế đéo nào được cả nhóc. Shady là huyền thoại từ ngày bảo mới tấp ngôi bên trên mặt đất. Một hai ba con chó sọc bố mày bó cọc. Tỏ thà bán tổ tông chứ yêu đất nước thật khó nhọc. Bảo cũng có học nhưng không có óc. Những cách cô bảo sâu bao nhiêu năm vẫn đéo bằng nổi một cọng lâu. Hai ba con chó sọc bố mày bó cọc. Bảo thà bán tổ tông chứ yêu đất nước thật khó nhọc. Bảo cũng có học nhưng không có óc. Những cách cô bảo sâu bao nhiêu năm vẫn đéo bằng nổi một cọng lâu. Ba thằng con lưu vong. Ba thằng con lưu vong. Ba thằng con lưu vong. Bố mày chu di cửu tộc. Tên của anh vẫn xuất hiện. Hay đó rap viên 90% là cút. Mấy con ếch nữa theo tục anh thả tốt. Đám còn lại thì là cầm và sút. Trở về rap viên 2007 hay 2009 thì huyền thoại Ander nhận dạng là ID. Có một thắc mắc khỏi LJ là đã được Facebook con chó nhờ YC. Thầy nó cự tuyệt và biết sự tiệc. Xuân mày là thành công lớn nhất của sự nghiệp. Theo lời vẹt rớt nếu tư cách youtuber thì mày rap này cũng tốt đấy tốt như làm. Còn về tư cách mà rapper đang đi diss mà đời cúng thì mày gót đây gót như lặn. Chắc dự cồn à, nên tư duy mày mày đeo khác một thằng say. Sửa từ BC, every say đi. Thấy mấy cả cuống vì đến chết vẫn còn cay. Cút về bù phêm, react. Vơ này cảnh cao nếu mày ly thì khác. Ngày nào tụi nó mang hình mày về cúng là ngày tao cho mày vào bò để bắt. Mày nghĩ hay đang nói về mày để đứng à? Nếu không có được một lý do gì khác là em chỉ nghĩ mình là một con đàn bà. Đúc CVR là thấy đéo có phước rồi. Mấy thằng phản động chắc đang khát vãi lộn. Bảo sao lại ghét MV của nước. Có mấy thằng quát nhân dịp bu vào. Sủa nhanh đấy, rapper Hades và mấy cộng lông phù của anh ấy.